Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những chiếc xe ma nào đưa những đại gia vào tù. Anh Dũng, Mỹ Lan, Văn Quyết và tiếp tới ai nữa đây? Hãng xe Rolls-Royce của Anh Quốc là hãng xe siêu sang tới hơn thế kỷ nay. Nó là biểu tượng của chất lượng, sự xa xỉ và đẳng cấp xã hội. Mỗi chiếc Rolls-Royce trị giá từ 20 đến 40 chiếc xe ô tô phổ thông, nên nó không phải là loại xe dành cho giới trung lưu, thậm chí những gia đình được diện bảo rằng khá giả cũng không đủ sức mà phải là gia đình đại gia mới có thể mua nó. Không hiểu sao hãng Rolls-Royce làm ra sản phẩm, họ hay dùng những cái tên gợi nhớ đến thế giới cõi âm để đặt cho nó. Ví dụ chiếc xe sedan nằm trong hàng top đầu thì hãng Rolls-Royce đặt cho nó cái tên là Phantom, nghĩa là bóng ma. Chiếc xe sedan mới đẳng cấp thấp hơn một chút thì họ đặt tên là Ghost, tức là con ma. Với chiếc xe sang thể thao thì họ đặt tên là White, nghĩa là hồn ma. Và hiện nay Rolls-Royce có 4 sản phẩm thì có đến 3 sản phẩm họ đặt tên liên quan đến ma. Chiếc xe còn lại là một chiếc xe địa hình thì họ đặt tên theo viên kim cương lớn nhất thế giới là Cullinan. Đây là hình ảnh chiếc xe con ma dát vàng của ông Trịnh Văn Quyết. Thực ra hàng trăm năm qua cả thế giới dùng xe của Rolls-Royce chứ không riêng gì những đại gia tại Việt Nam. Và người ta cũng chưa ghi nhận một quy luật quái âm mà những chiếc xe ma ấy sẽ đưa các chủ nhân của nó vào tù. Tuy nhiên, những năm qua, người ta thống kê những con số của những người đi những chiếc xe có tên là bóng ma, hồn ma, con ma của Rolls-Royce không tán ra bại sản thì cũng vào tù thì khá nhiều tại Việt Nam. Tất nhiên, con số thống kê là con số thật, nhưng có phải vì cái tên bóng ma, hồn ma, con ma của Rolls-Royce làm cho họ phải vào tù hay không thì cũng không có cơ sở. Và lại đã lan truyền câu chuyện tâm linh thì không bao giờ đòi hỏi bằng chứng khoa học được. Bạn đọc nghe để hiểu thêm và ghi nhận hiện tượng cũng không nên suy diễn là có liên quan gì tới nhau. Chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên về Việt Nam từng thuộc sở hữu của đại gia Khải Schick. Dùng chiếc xe siêu sang này sau một thời gian, ông biến mất bí ẩn và sau dính vụ lừa đảo bán lụa của tàu. Kế đến là bà Dương Thị Bạch Diệp nhập về chiếc xe Phantom đỉnh đám và kết quả hiện nay bà đang phải thụ án tù. Mới đây, những cái tên bị bắt làm rung động Việt Nam như Đỗ Anh Dũng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tân Hoàn Minh, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FEC, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đều sở hữu những chiếc xe bóng ma và con ma của Rolls-Royce. Đây là hình ảnh chiếc xe bóng ma của bà Trương Mỹ Lan. Đối với ông Trịnh Văn Quyết thì ông sở hữu hai chiếc xe Rolls-Royce, một chiếc Ghost mạ vàng và Phantom lửa thiêng. Hiện tại thì ông Quyết đang ngồi tù và số phận hai chiếc bóng ma và con ma của ông đang được các ngân hàng siết nợ và cho đấu giá thu hồi công nợ. Bà Trương Mỹ Lan thì nhiều người cho rằng với bà Lan thì không có chuyện mê tín, những gì dính dáng đến chữ ma là bà muốn trừng trị nó. Cũng theo thông tin đã được chia sẻ trước đây, bà Trương Mỹ Lan đã thu lại ít nhất 3 công trình ma để sửa lại để kinh doanh, đó là cao ốc An Đông 2, Thuận Kiều Plaza và tòa nhà One Twelve đắc địa. Ngoài ra, bà còn chủ sở hữu của 3 chiếc Rolls-Royce với tổng giá trị trên 80 tỷ đồng, bao gồm 2 chiếc Rolls-Royce Phantom và 1 chiếc Rolls-Royce Ghost. Kết quả thì bà Trương Mỹ Lan giờ cũng ngồi tù chưa biết lúc nào sẽ ra. Còn ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Tân Hoàn Minh cũng từng sử dụng chiếc Rolls-Royce Phantom 7 trị giá hơn 35 tỷ đồng và hiện nay ông Dũng cũng đang ngồi tù về tội lừa đảo trên thị trường trái phiếu. Đây là hình ảnh chiếc xe bóng ma của ông Đỗ Anh Dũng. Ở khía cạnh tâm linh, truyền thông không lý giải vì nó không dựa vào bằng chứng khoa học. Còn về vấn đề lý giải tại sao những đại gia sở hữu Rolls-Royce phải vào tù thì không có gì là khó. Đó là họ kiếm tiền bằng hình thức phạm pháp thì ắt họ phải trả giá. Bởi ở Việt Nam, nếu làm ăn chân chính thì không biết bao nhiêu đời người mới có thể sắm nổi một chiếc bóng ma của hãng Rolls-Royce cho được. Đã làm ăn bất chính thì đi xe gì cũng không có cái kết có hậu, chứ không phải chỉ có mỗi vì Rolls-Royce mà vì thế họ mới bị. Có thể nói rồi cũng sẽ có những đại gia đi xe con ma tiếp tục vào tù vì những lý do tương tự. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng Nai náo loạn, chủ soái bỏ chạy, lính bị hốt
chọn ổ, quẳng vào lò. Chỉ mới mấy ngày vừa qua tại Đồng Nai đã xảy ra liên tục các tình trạng bắt bớ rất nhiều người. Riêng vụ IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ít nhất có 11 người bị cho vào tù, trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy. Vụ án này hứa hẹn sẽ bùng nổ đến Quảng Ninh. Đây được xem là vụ án lớn, nó lớn không phải vì nhiều người bị bắt mà vì nó có dính dáng đến vai trò của ông thủ tướng đương nhiệm. Ngay tại Quảng Ninh, nơi có lưu lại những việc làm của ông Phạm Minh Chính, thời là bí thư tỉnh ủy, đang có ông Đinh Văn Nơi đóng quân ở đây. Đồng Nai vốn là một tỉnh giàu, là một trong tứ giác kinh tế của miền Nam gồm Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong đó có Sài Gòn là trung tâm và ba địa phương còn lại là vệ tinh. Nếu ông Tổng đánh động nơi này thì Sài Gòn cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đây là hình ảnh chủ soái đã trốn chạy từ năm 2021 đến nay. Tại Đồng Nai hiện nay, ông Tổng cho đánh án liên quan đến ông cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Phạm Quang Sáng, người đã đánh hơi bỏ trốn vào hơn một năm trước đây rồi. Hồi tháng 2 năm 2021, ông Phạm Quang Sáng, cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, bị khởi tố về tội vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi công an ập đến nhà thì ông ta đã bỏ trốn. Tương tự như Hồ Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, vụ án này cho đến nay đã khá lâu. Không hiểu sao công an tỉnh Đồng Nai lại khui lại và bắt thêm nhiều người nữa. Được biết vào ngày 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam với ông Nguyễn Ngọc Phương, nguyên Phó Giám đốc Sở. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt thêm bà Trần Thị Huỳnh Phương, Huỳnh Hương, trưởng Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ, cựu kế toán trưởng của Sở. Cả hai bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Hiện nay, tình hình ở tỉnh Đồng Nai đang hết sức căng thẳng. Tỉnh này vừa bị Trung ương đưa quân về bắt bớ, vừa nhận chỉ đạo từ Trung ương phải khui những vụ án cũ để tiếp tục bắt người. Công an tỉnh Đồng Nai thì nhận nhiệm vụ xử lý vụ án cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và chính ông Tô Lâm xử lý vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Công an tỉnh Đồng Nai cũng có dấu hiệu chần chừ nên đã bị Trung ương thúc ép. Đây là hình ảnh giờ lính của ông Phạm Quang Sáng đã bị hốt trọn ổ. Ông Trọng đang muốn cho guồng máy từ Trung ương đến địa phương cùng quay chung một nhịp. Nhiều vụ án dung chuyển Trung ương không ra tay mà thúc giục địa phương phải tiến hành. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tô Lâm cũng thúc công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý Tất Thành Cang và hiện nay tại Đồng Nai cũng như thế. Mục đích của việc Trung ương và địa phương cùng càn quét là để ông Tổng cho những quan chức chưa bị bắt nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm, không an toàn. Nguyên nhân công an tỉnh Đồng Nai chần chừ chưa hốt những thuộc hạ của ông Phạm Quang Sáng cũng vì mối quan hệ quyền lợi chằng chịt. Nếu công an địa phương đánh vào quan chức cùng tỉnh thì rất có thể rơi vào trường hợp ta đánh ta. Với việc thúc công an địa phương tóm cổ đàn em của ông đào tẩu Phạm Quang Sáng, ông Phú Trọng đang muốn gửi đến bất kỳ ai chưa bị bắt và là nếu người nào bỏ trốn thì đàn em cũng sẽ bị trừng phạt nặng. Tại Đồng Nai hiện nay có một ông trùm mà ông Trọng chưa hề dám đụng đến. Hôm nay ông Tổng cho bắt bớ khắp nơi thì có lẽ ông Lê Hoàng Quân khó mà ăn ngon ngủ yên cho được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang cho bắt rất nhiều người ở Đồng Nai. Không biết ông Trọng chọn Đồng Nai để đánh mạnh vì lý do gì? Là để đánh ra Quảng Ninh hay đánh vào Sài Gòn thì cũng chưa rõ. Và cũng có thể ông Trọng chọn đánh nơi này rồi lấn ra cả Quảng Ninh và Sài Gòn cũng không nên. Hiện nay có rất nhiều con cá lớn, có lẽ từ Đồng Nai đánh vào Sài Gòn gần hơn là đánh ra Quảng Ninh, vì Quảng Ninh là nơi có liên quan đến thế lực rất lớn đang nắm quyền tại Hà Nội nên sẽ khó hơn.